Chiều nay 5 tháng 12, tại nhà tăng lễ thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đến viếng, tiếp nhận và bàn giao tro cốt người tử vong do nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Với nghĩa tử là nghĩa tận lễ tiếp nhận được tổ chức trang trọng chú đáo nghĩa tình 13 bộ trò cốt người tử chông cho nhiễm covid 19 được bảo quản đúng quy trình ghi rõ họ tên địa chỉ và bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển cùng ngày những bộ trò cốt người quá cố được các tổ chuyên trách đưa về bàn giao an toàn cho người thân cư trú trên các địa bàn thành phố Tân An Đức Hòa Bến Lức Cần Giuộc tiếp nhận bàn giao cho cốt người tử vong do dịch Covid-19 xuất phát từ tình cảm và sự nhân văn của cán bộ chiến sĩ lực lượng chủ trang tỉnh Long An được gói gọn thiêng liêng bởi nghĩa đồng bào góp phần thắt chặt tình quân dân gắn bó.